Quý bạn đồng thân mến, chào mừng các bạn trở lại với chương trình giao lưu trực tuyến Tự hào sử Việt tại kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Quý vị thân mến, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập. Sự ra đời của Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Mời quý bạn đọc cùng chúng tôi tham gia chương trình giao lưu Tự hào sử Việt kỳ 5 với chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, quy định cụ thể như sau. Đối tượng tham gia: quý bạn đọc sinh sống, học tập và công tác tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ đến 21 giờ thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Hình thức tham gia: trực tuyến. Bước 1: đăng ký kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Bước 2: xem đoạn video clip và trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm bằng cách bình luận phía dưới video theo cấu trúc 1A, 2B, 3C, đồng thời dự đoán số người tham gia chương trình. Bạn đọc để lại thông tin họ tên cùng số điện thoại để ban tổ chức tiện liên hệ. Lưu ý, ban tổ chức chỉ công nhận kết quả khi bạn đọc bình luận đáp án tại video trên kênh YouTube Thư viện tỉnh Đồng Tháp và ghi nhận đáp án đầy đủ đầu tiên nhất của mỗi tài khoản. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng tham gia trả lời 10 câu hỏi sau. Câu 1: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là ngày tháng năm nào? A. Ngày 3 tháng 2 năm 1930. B. Ngày 3 tháng 2 năm 1945. C. Ngày 3 tháng 2 năm 1931. Câu 2: trong di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật, ba chấm, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Từ nào còn thiếu trong câu trên? A. Trong sạch. B. Vững mạnh. C. Trong sạch, vững mạnh. Câu 3: chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được ban hành vào thời gian nào? A. Ngày 14 tháng 5 năm 2011. B. Ngày 19 tháng 5 năm 2016. C. Ngày 15 tháng 5 năm 2016. Câu 4: hãy cho biết Bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 là ai? A. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng. B. Đồng chí Lê Minh Hoan. C. Đồng chí Nguyễn Văn Dương. Câu 5: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào thời gian nào? A. Từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. B. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. C. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020. Câu 6: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội lần thứ mấy? A. Lần thứ 10. B. Lần thứ 11. C. Lần thứ 13. Câu 7: phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 là gì? A. Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển. B. Đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, chủ động, sáng tạo. C. Đoàn kết, kỷ cương, dân chủ, phát triển. Câu 8:
thành tố văn hóa trong chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11 với nội dung xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp 3 chấm. Cụm từ nào còn thiếu trong câu trên? A. Năng động, nghĩa tình, sáng tạo. B. Nghĩa tình, năng động, sáng tạo. C. Nghĩa tình, sáng tạo, năng động. Câu 9. Hiện nay, cả nước đang tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy? A. Lần thứ 11. B. Lần thứ 12. C. Lần thứ 13. Câu 10. Thành phố nào tại Đồng Tháp được UNESCO công nhận thành phố học tập toàn cầu? A. Sa Đéc. B. Cao Lãnh. C. Hồng Ngự.